và em làm cũng khá là nhanh, làm bất kỳ chuyện gì nó cần nhanh gọn lẹ, nhanh gọn lẹ và hiệu quả. Đúng rồi, rồi rủ bệnh nhân người ta nóng lên rồi em nóng theo không? Bệnh nhân nóng mình phải xèo xuống với anh. Có chút em nói thẳng là 9 tuổi đã hút thuốc lào rồi. Hay tính toán từng chi tiết nhỏ rồi em không hết. Thằng trai giới thiệu trước đi. Lời đầu tiên thì cho em xin phép được gửi lời chào đến anh Quyền Ninh, chị Nam Thư, gia đình bạn nữ và bạn nữ cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Rồi, chào em. Em họ tên đầy đủ là Đoàn Văn Thắng. Thắng. Em sinh năm 1990. Em đến từ quê hương Nam Định. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên nội thất cho một công ty ở quận 7. Rồi. Tiếp tục mời đàn gái. Em tên là Nguyễn Như Tú Anh, em sinh năm 1995. Em làm quản lý bên spa. Em làm ở dưới huyện Bình Chánh anh ơi. Bình Chánh hướng nào vậy? Dạ hướng về Long An anh ơi. Bên Nguyễn Văn Linh, cuối Nguyễn Văn Linh quẹo trái đúng không? Dạ đúng rồi anh. Trời ơi, vậy quận 7 đi đường đó gần. Gần, đi gần, Nguyễn gần. Văn Linh gần. Có, nó hợp lý luôn rồi đó. Trước khi mà làm quản lý spa thì em có làm công việc gì khác không? Dạ có, em làm bên điều dưỡng chị. Điều dưỡng thì tại em trực đêm nhiều. Rồi với lại em đi công tác cũng nhiều nữa. Em không có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Nên em chuyển qua là spa, nó sẽ có thời gian về nhà nhiều hơn. Em gái cho biết ưu điểm và khuyết điểm của em đi. Ưu điểm của em là biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính xíu anh ơi. Rồi rủ bệnh nhân người ta nóng lên rồi em nóng theo không? Đâu có, bệnh nhân nóng mình phải xèo xuống chứ anh. Nóng theo quýnh á. Rồi còn bạn nam, ưu điểm và khuyết điểm của mình sao? Ưu điểm của em thì nói chung là mọi chuyện em đều luôn quyết đoán. Bản thân em 15 tuổi đã bước ra ngoài đi làm rồi. Em học hỏi khá là nhanh và em làm cũng khá là nhanh. Làm bất kỳ một chuyện gì nó cần nhanh gọn lẹ. Nhanh gọn lẹ và hiệu quả. Đúng rồi. Dạ, khuyết điểm của em thì nói chung em cũng hơi lòng tính như bạn nữ bên kia. Tú Anh. Dạ. Tình duyên em sao? Dạ, tình duyên em chỉ trải qua hai mối tình. Một mối tình là trong đi học. Rồi mối tình nữa là lúc em đi làm. Mối tình đi làm là bao nhiêu năm Tú Anh? Dạ, mối tình đi làm thì 3 năm anh ơi. 3 năm? Dạ. Sao chia tay? Anh đó có cái tính lăng nhăng nên là phát hiện ra hai đứa mới chia tay. À, thì đó, cái gì nó cũng có nguyên do hết. Đó. Chào chị. Trời. Chào em. Trời, bên đàn trai ngon lành. Lịch sự quá. Màu cravat rất là đẹp. Dạ, em trời. Cảm ơn chị. Trời. Được đó. Đúng rồi đó, lãng mạn. Tình chương em sao? Em thì em trải qua được hai mối tình. Một mối tình thì nó gọi là mối tình đầu. Năm em 22 tuổi. Thì nó kéo dài được 7 tháng. Sau đó thì chia tay do em và bạn đó là tứ đại anh xung. Quan niệm đó là do gia đình bạn nữ thôi. Khoảng 3 năm sau thì em quen một bạn ở trong một trường đại học, kéo dài được gần 4 năm. Ra trường thì cái công việc cũng như cái tính cách một số cái không hợp nên là dẫn đến vấn đề chia tay. Mẫu hình phụ nữ lý tưởng của em là như thế nào? Với em thì ngoại hình ơi nhìn xinh xắn một chút xíu, tính cách thì ôn hòa, chiều cao thì tầm khoảng 1m58 đến 1m7 đổ xuống là được, tại vì em cao 1m76. Em ghét nhất gì ở phụ nữ? Hay càm ràm. Càm ràm. Nữ nào cũng càm ràm em ơi. Ai cũng sợ càm ràm hết á. Mà có lăng nhăng không? Chắc chắn là không ạ. Tại vì em là nội thất, em đi công trình, cũng có đi công trình. Em đi tầm khoảng một tuần đến 10 ngày thôi. Đặc biệt chuyện đó không bao giờ xảy ra. Được rồi. Bên đây ngủ có lăng, trán có hơi nhăn, nhưng mà không có lăng nhăn. Đàn gái coi được ghê ta. Nét á. Đàn gái nét. Chào em gái. Dạ em chào anh. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em không thích đàn ông hút thuốc, uống rượu nhiều. Cũng ít thôi ha. Dạ. Bên đây chắc không uống rồi nhìn thấy. Em thì em, tại vì ngày xưa em cũng uống được, nhưng mà do em bị một lần em bị trúng gió mà nó bị thâm người vậy mà phải cấp cứu ấy. Nên là từ đó thì em thơ cơ địa em thay đổi và thuốc thì em ngày xưa em cũng có hút. Nói chung em nói thẳng là 9 tuổi em đã hút thuốc lào rồi. Nhưng mà sau này đến năm 16 tuổi này em bỏ tất cả mọi thứ. Rồi, tốt. Gia trưởng quá em thích. Hay tính toán từng ly từng tí, từng chi tiết nhỏ là em không thích. Tính thì phải tính nhưng mà đừng tính nhỏ quá. Dạ đúng rồi. Đúng không? Vấn đề đó, không lẽ giờ ăn hai ly chè hai đứa tính trời ơi sao biết nãy đừng ăn chè vô uống trà đá đỡ hơn. Trời cái đó là quá đáng không á. Tính... Rồi mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Chỉ cần về biết thương em là được rồi. Dễ vậy đừng có đánh em là được rồi. Thời hiện đại này không có đâu.
Không có đánh phụ nữ bằng một cành hoa, chỉ đánh phụ nữ bằng cái búa tạ thôi hả? Trời ơi, ai rầu ghê như vậy, có không em? Đó tất nhiên là không có. Em đã từng bị sử dụng bạo lực hay bị đánh hả? Bạn trai trước của em thì ngày chia tay rồi bạn ấy đánh em á. Ngày chia tay mới đánh hả? Dạ, ngày chia tay mới đánh. Đánh phải canh ngày chứ anh. Trời. Anh tránh, anh tránh. Cái gì hả? Hỏi chuyện thôi. Em có bạo lực không? Dạ không ạ. Tuyệt đối với phụ nữ là không nha. Đúng rồi. Là chắc chắn là không nha. Em, dạ. Ai đụng tới em cũng chị nha. Dạ, kiếm chị cũng chị. Có thể là chị không lại đâu, nhưng mà cái nghĩ, chị nghĩ cái miệng chị là lại rồi đó. Đúng không? Em cũng nghĩ vậy luôn á chị. Nha chưa? Tú Anh. Tú Anh, đi với dạ. Ai? Hôm nay em đi với ai? Em đi với hai chị của em ở dưới, cũng là sếp của em. À. Dạ, em xin chào quý chương trình. Em xin chào hai MC. Hôm nay em đến với chương trình này là với tư cách vừa là bạn, vừa là sếp của Tú Anh. Chị hôm nay thì chị đến đây thì chị thấy bạn trai bên này cũng như chị mong ước và cũng như là em mong ước. Tại vì cái hình tượng của em là cũng như ông xã của chị. Tại vì trong cái quá trình làm việc chung thì thấy chị hạnh phúc, thấy chị có cái một cái người ông xã lý tưởng như thế. Thì nên là Tú Anh nhiều khi cũng tâm sự là ước ao là được một người như vậy. Xin hỏi bạn trai là bạn trai có gia trưởng không? Tính em rất thẳng, có gì em sẽ nói thẳng với bạn luôn, chứ không có ép buộc gì bạn hết. Chị không biết em sao nhưng mà chị chấm rồi đó. Chấm rồi, đàn gái chấm rồi. Tốt, chúc mừng em. Em đi với ai? Cô giáo dạy vẽ của em ở thời đại học. Em trai, em gái và em rể. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Và bên đàn gái và bạn gái. Và xin chào toàn bể quý vị các bạn khán giả trong trường quay. Thì em là em trai của anh Thắng. Thì anh Thắng là một người là rất biết quan tâm đến người khác. Nếu mà theo cái mẫu người của anh Thắng thì bạn này cũng rất là xinh xắn, cũng cao. Mình nghĩ là nếu mà sau này đến được với nhau thì làm ăn với nhau rất là hợp. Cả hai bên mình thấy rất là cũng có một cái tính nóng tính. Mình em anh Thắng thì nhiều khi anh cũng nóng tính với mình. Thì mình biết cái cách để giải quyết cái sự nóng tính đó rất là dễ. Chỉ mình hiểu nhau thôi, mình đồng cảm với nhau, mình sống rất là dễ. Cảm ơn em trai. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt ha. Mở rào. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh. Trời ơi. Xin ra tặng bạn một món quà. Dạ, em cảm ơn. Em cảm ơn. Bạn có thể mở món quà. Dạ. Thôi, hôm nay á thì cũng rất là vui để đến dạ. Đây. Dạ. Thì anh cũng chuẩn bị một món quà. Thực ra nó là một bộ mỹ phẩm cơ bản thôi. Nếu mà dạ. So với em spa thì em thừa hiểu rõ về vấn đề này rồi. Dạ. Thì cái mong muốn của anh á thì mong muốn là em luôn chăm sóc cho cái sắc đẹp của mình luôn xinh tươi tươi tắn như một đóa hồng buổi sáng sớm. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Tặng hợp lý ha, chị coi được không? Kem nền. Ừ. Son, màu mắt, má hồng, trà tặng đồ đủ một bộ mỹ phẩm. Nguyên bộ luôn rồi. Nguyên bộ mỹ phẩm cơ bản luôn á. Phấn. Cái này là gì đây, tẩy trang luôn hả? Dạ đúng rồi. Trời. Trời ơi, xuất sắc, chu đáo hết mức. Hợp lý. Thực sự bây giờ nếu mà cái anh Quyền Linh đi mua một bộ mỹ phẩm cơ bản, anh Linh không bao giờ biết mua. Anh đầu tiên là anh mua đồ cắt tay móng chân. Em làm spa mà đúng không? Dạ. Qua thử liền. Bên này massage là khỏe re. Mà mỗi qua làm tôi cái coi luôn coi. Trời ơi, thôi được rồi. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mời tôi anh về chỗ. Sao, thấy sao? Rất là thoải mái ạ. Thoải mái hả? Dạ vâng. Trời, bây giờ cảm giác đi làm cả ngày mệt về, có người massage, bấm huyệt. Ta massage gì nhẹ nhàng. Bà kia bấm massage giống như quýnh lộn. Chào em, thì... Dạ. Thì anh thấy em cũng rất là xinh xắn. Dạ. Cũng cao ráo, nói chung là rất là cái phù hợp với lại cái tiêu chuẩn của anh đưa ra. Thì em thấy anh cảm nhận của em về anh như thế nào? Giống ý tưởng của em đã bàn với chị sẵn ở nhà. Chiều cao thì ấy, nhưng mà tính cách thì em chưa nắm rõ thì có thể mình tìm hiểu thêm ở ngoài nhiều hơn. Anh nói thẳng luôn là tính cách thì con người ấy kiếm được một người hợp thực sự của với mình ấy, rất là khó. Dạ. Thì mình phải trải qua một cái thời gian nhất định mình tìm hiểu với nhau. Thứ nhất là mình sẽ tìm hiểu được những cái
tốt, những cái xấu. Yeah. Thì cái tốt thì tất nhiên là mình phải phát huy rồi. Yeah. Còn những cái xấu thì mình có thể là chấp nhận được hay không, rồi mình có thể sửa đổi vì nhau hay không. Dạ đúng rồi. Thì đúng rồi, tại vì trong cái hôn nhân hay cũng trong cái chuyện tình cảm vậy. Yeah. Thì mình đều phải cái trải qua cái sự chia sẻ cảm thông. Em gì cũng được trơn á, có cái em hay nóng tính mà. Không biết anh chịu nổi tính em không á, chứ thường dưới sờ ba cũng hơi nói em hơi khó chịu xíu. Thực ra thì tính của anh cũng khá là nóng, anh thể hiện cảm xúc rất là mạnh mẽ. Ngay cả với em gái em trai thì vậy, giả sử như gặp một chuyện gì đó mà anh mà biết vấn đề mà là sai ở em á, nhưng mà nhiều khi mà cái cách nói chuyện của anh á nó thể hiện mạnh quá. Anh thấy hai người nóng tính hết trơn có một cách này hay nè, mỗi lần mình quy định đi, cứ ai mà nóng tính là người kia nhào vô massage. Đúng. Dạ. Hay quá, đúng cách hay. Ừ. Vậy là coi như là hết nóng thôi. Rồi hẹn sao? Thứ bảy hay chủ nhật em thứ mấy rảnh? Em ngày nào cũng rảnh hết trơn á, nhưng mà bận đi làm thôi. Chỉ có một tháng em nghỉ được có 2 ngày. Em thì thời gian em rất là rảnh, nói chung em sắp xếp được. Nếu mà lúc đó em bận trong làm thì bạn này đi xuống dưới massage luôn. Đúng cho rồi, nó khỏe đó. Gặp nhau luôn trong đó luôn, thấy không? Dạ, xuống dưới massage mặt cho. Hợp lý luôn. Dạ. Mặt này cũng bắt đầu tuổi dậy thì có bắt đầu là mụn cám rồi đó. Xuống làm thì ba nha. Hả? Vậy có gì cho nghỉ nhiều nhiều xíu để bạn trai đúng để gặp bạn trai thời gian hơn được không? Dạ thật sự thì làm việc tại spa thì một tháng thì em cho ốp được 2 buổi. Nhưng mà nếu mà hai bạn có cái quyết định là tiến đến cái việc hẹn hò thì em sẽ hết mình tạo điều kiện cho hai bạn. Đó, thấy không? Hợp lý. Cảm ơn chị chủ. Dạ. Còn nếu mà lỡ mà không có điều kiện thì có gì chắc em sắp xếp một cái phòng spa riêng cho hai đứa nó vô đó nó hẹn hò luôn. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Quan điểm mọi người về con trai con gái luôn. Dạ. Anh thì anh thích con trai hơn gái. Anh thì nói chung là con nào cũng được. Em thì em trai em gái gì cũng được trơn á. Thì em sanh xong rồi anh có phụ chăm với em không hay là nằm ngủ rồi em chăm mình thấy bà em luôn á. Em chăm mình thấy bà em luôn á. Tất nhiên anh, khi mà em sinh lở hay thế nào thì tức anh sẽ làm tất cả mọi công việc mà em không thể làm được. Hát tỏ tình đi. Tới nơi hát tỏ tình luôn. Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Biên cương anh một tay bút, thần anh tô hoa tranh. Đem sức trai xây điện đài, gom góc cho ngày mai. Rồi, hay quá. Không rung động, không bấm. Dành nút bấm đó cho nhiều người nữa. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi. Ủa sao bấm rồi mà nó đâu có ấy rồi chị? Dạ có. Mạnh vô. Trời ơi. Hồi hộp muốn xỉu luôn.